đẹp quá. Một chiếc này, màu đỏ này. Ôi, Minh Tinh ơi, cậu đang làm gì đấy? Đấy là chiếc búp bê đây này. Ui, dài da này, ai chiếc búp bê nữa. Đúng là con gái. Rồi nhá, chúng ta sẽ ô tô to đùm thế này nhá. Này. Nhìn ô tô của cậu, rõ là sợ. Cậu nhìn búp bê của tớ đi, xinh thế này cơ mà. Đúng là cái đồ con gái các cậu, suốt ngày chỉ biết búp bê thôi. Kệ cậu, tớ đi tô màu đây. Ui, Minh Tinh ơi, màu đẹp thế, tôi tô với. Tô với á? Ừ. Đây, cậu tô đi nhá. Cậu dùng tô nhá. Minh Tinh ơi, bài cậu tô xấu đấy. Bài tớ này, đẹp ơi là đẹp. Bài của cậu á, bài cậu còn xấu hơn của tớ này. Nhìn này. Của cậu xấu ấy. Thôi, tôi là tô đâu. Cô bảo chán lắm. Cậu đi mà tô mình đi, tí chơi cũng khác đây. Thôi kệ cậu, tớ tô màu tiếp đây. Chán đấy nhỉ, mình phải kiếm gì chơi mới được. Ở kia có đồ chơi, ai để quên sao nhỉ? Chơi đẹp này mà ai để quên đấy nhỉ? Ủa, đồ chơi đẹp này mà ai để quên đấy nhỉ? À, mình phải mang về cho Minh Tinh chơi cùng mới được. Không biết đồ chơi vừa chơi xong không nhớ để chỗ nào. Rõ ràng mình để giỏ đồ chơi loanh quanh ở khu này mà quay lại không thấy đâu cả. Thôi cố đi tìm thêm tí nữa xem có thấy không. Minh Tinh ơi, tớ có đồ chơi to chưa này? Ôi, đồ chơi nhiều thế, mẹ cậu mới mua cho cậu à? Ừ, không, tớ vừa đi ngoài đường, thấy ai để quên ý. Thế là tớ nhặt, mang về tớ rủ bạn đi chơi. Ơ, cậu nhặt được á, sao cậu không đem trả người ta, mà cậu mang về làm gì? Tớ mang về để tớ với cậu chơi chung còn gì nữa. Nhưng mà cậu không nên làm thế đâu. Cậu làm thế là sai rồi, làm thế là hư đấy. Cô giáo dạy chúng mình rồi cơ mà. Nhặt được của rơi, phải trả lại cho người đánh mất chứ. Ừ, nhưng mà bây giờ tôi biết là của ai đâu mà tìm người trả lại bây giờ. Đâu, cậu nhận được đồ chơi ở đâu? Bây giờ tớ với cậu ra đấy tìm, biết đâu người ta quay lại tìm thì sao? Hay thôi tớ với bạn ra đấy đi, khéo khi người ta quay lại đấy. Đi. Đâu, cậu nhận được đồ chơi ở đâu? Cậu có đi theo tớ, sắp đến nơi rồi cậu ạ. À đây rồi cậu ơi, đứng chỗ này rồi. Chỗ này, vừa nãy tớ vừa nhận được đồ chơi đấy. Ở đây á, thì bọn mình ở đây đợi để xem có ai đến tìm để mình trả lại cho người ta nhá. Mình đứng đây đợi một lúc nữa xem người ta có đến lấy lại đồ chơi không. Tìm, đứng đây giờ chả thấy đồ chơi đâu. Ơ, ai cầm đồ chơi ở mình kia? Ơ, đây là đồ chơi của tớ. Ơ, đây là đồ chơi của cậu à? Ô, đồ chơi của cậu à? Thế cậu xem có thiếu gì không? À, để tớ xem nhá. À, đây đúng là đồ chơi của tớ rồi. Tớ cảm ơn hai cậu nhá. Không có gì đâu cậu, từ sau cậu chơi, cậu để đồ chơi cẩn thận nhá. Tớ cảm ơn hai cậu nhá. Thôi, tớ đi về đây, không bố mẹ tớ chờ ở nhà. Tớ cảm ơn nhá. Mẹ xem bye bye nhá.